Rồi giờ mình chỉ cho anh em giết con heo này ha. Đó, mình giờ mình bắn mình dụ nó trước. Bắn dụ nó. Nó chạy qua khúc cây này nè. Mình cứ dầm vòng khúc cây này nè, con heo này nó đảo nó điều hướng dở lắm, giống như xe tải vậy đó. Đây nè, nè, cứ quằn nó gì đó. Quằn nó cho nó xoay rồi mình bắn. Trượt đà bắn thôi. Để đó đó rồi vòng vòng ngoài cũng được nè. Để qua đây mình coi thử coi chỗ này nó có đi được không, đi cái lỗ kẻ nè. Ê gì vậy đó? Ủa nó chui lỗ kẻ được, cái kẻ nhỏ thì mới chui được heo đó. Ui chà, dính chịu nó là mất máu nhiều đó. Rồi rồi, để đảo lại khúc cây này đi cho chắc cú, mất máu nhiều quá. Thì chuẩn bị một cây cung là mình có thể quặng con heo này tí luôn nha. Giáo cũng được nhưng mà nó hơi lâu, cung bắn xa hơn. Nó cứ giáo thì mình chăng cái lúc nó vòng qua mặt đâm nó cái. Đó. Ok chưa? Cái này tôi trong truyền thuyết người ta gọi là heo quay đó anh em. Này là quay heo nè, đang quay heo nè. Đó, quay nó tới luôn. Heo này xăm mình xăm máy lum chưa? Hoàng tiếp, hoàng đến khi nào hết máu thôi. Ây dạ, trễ bằng nhịp. Cái cảm ứng nó hơi bị dướng một xíu. Ui dạ. Đó. Rồi, cứ thế hoàng thôi nha. Để mình tua nhanh khúc này lên.